Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tình báo Trung Quốc khốn đốn tại Bỉ. Được coi là trái tim của châu Âu, Bỉ là nơi đóng trụ sở của những tổ chức đầu não quốc tế và khu vực như Liên minh châu Âu hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Vị trí trung tâm của Bỉ giúp giới gián điệp dễ dàng tiếp cận với các nhà ngoại giao, nghị sĩ hay quan chức quân sự tại Bruxelles. Và đương nhiên Trung Quốc không thể bỏ qua Bỉ. Bắc Kinh được cho là đã xây dựng một mạng lưới gián điệp dày đặc tại Bruxelles. Và những năm gần đây, Bỉ đã có những động thái cương quyết, quyết liệt chống gián điệp Trung Quốc. Một trong những sự kiện nổi bật trong chiến dịch triệt phá đường dây gián điệp Trung Quốc tại Bỉ là vào năm ngoái, chính quyền Bỉ từ chối nhập cảnh đối với ông Tống Tân Ninh, giám đốc của Học viện Khổng Tử tại Đại học Vierger, Bruxelles, Bỉ. Đây là hình ảnh ông Tống Tân Ninh, giám đốc Viện Khổng Tử, trường VUB bị cấm nhập cảnh ở Bỉ vào 26 quốc gia khối Schengen vì hoạt động gián điệp. Là một quốc gia kín tiếng trước những chủ đề nhạy cảm như gián điệp Trung Quốc trên đất nước mình. Thế nhưng, cơ quan an ninh Bỉ từ năm 2016 đã bày tỏ quan ngại trước sự xuất hiện của Viện Khổng Tử trong VUB khi hoạt động của viện này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực văn hóa mà cả chính trị. Viện Khổng Tử trực thuộc Bộ Văn hóa Trung Quốc và tình báo Bỉ nghi ngờ ông Tân Ninh che giấu hoạt động khác phía sau tư cách giáo sư. Cơ quan di trú Bỉ vào hôm 30 tháng 7 năm 2019 đã báo cho Tống Tân Ninh việc ông bị từ chối gia hạn giấy phép cư trú có thời hạn 8 năm. Quyết định này có giá trị tại tất cả các nước thuộc thời gian Schengen gồm 26 quốc gia châu Âu khác. Tống Tân Ninh chối cãi việc làm gây gián điệp. Trả lời báo chí Hoa Lục, ông ta khẳng định rằng quyết định trên đây có liên quan đến việc hồi tháng 4 năm 2019, ông đã từ chối lời mời của một nhà ngoại giao Mỹ làm gián điệp chống lại Trung Quốc và bị đe dọa sẽ trả đũa. Cuộc điều tra cho thấy Giám đốc Viện Khổng Tử tiếp xúc với hai thành viên Đại sứ quán Trung Quốc ở Bruxelles, báo cáo công việc tuyển mộ các nhân vật có thể gây ảnh hưởng thân với Bắc Kinh. Đây là hình ảnh trường đại học VUB tại Bỉ, nơi đặt Viện Khổng Tử mà Tống Tân Ninh là giám đốc. Một nguồn tin nói tiếp, Tống Tân Ninh đã liên lạc với các học giả nổi tiếng trong giới học thuật thông qua các học giả quen thân. Ngoài việc truyền bá quan điểm của Trung Quốc, ông ta còn lập ra một mạng lưới tình báo. Có bằng chứng cho thấy ông ta làm việc cho cơ quan tình báo Trung Quốc và tuyển mộ người trong sinh viên và doanh nhân Trung Quốc. Theo thông tin công khai, Tống Tân Ninh là thành viên của Ủy ban Học thuật của Học viện Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Nhân dân Trung Quốc. Ông cũng kiêm nhiệm giám đốc điều hành của Hiệp hội Châu Âu Trung Quốc, Phó Hội trưởng Hội Nghiên cứu Anh Quốc, Ủy viên Học thuật Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu và Ủy viên Biên tập Tạp chí Tiếng Anh xuất bản ở 6 khu vực châu Âu. Từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 6 năm 2010, ông là nghiên cứu viên cao cấp tại Học viện UNU Chris tại Bỉ. Đại học Bruxelles tại Bỉ VUB đã sử dụng tiếng Hà Lan là ngôn ngữ giảng dạy chính. Viện Khổng Tử tại trường là sự hợp tác giữa VUB và Đại học Tứ Xuyên cùng Đại học Nhân dân ở Trung Quốc. Được thành lập từ năm 2016, VUB cho biết mỗi năm họ được phía Trung Quốc chuyển cho 200.000 euro. Trên trang web của Viện Khổng Tử có hình ảnh của Giám đốc Học viện Tống Tân Ninh và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Bỉ Charles Michel. Đại diện VUB nói với Reuters rằng tiến hành giao lưu với quốc gia như Trung Quốc phải cân nhắc rất thận trọng. Nhưng VUB vẫn tin rằng nhân dân và xã hội chỉ có thể tiến lên thông qua đối thoại. Ông Cisco Wittmann, người chủ quản, lưu giữ và giữ liên lạc với truyền thông của VUB cho biết như sau. Nhà trường đại diện hiện đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan tình báo của Bỉ để giải quyết các vấn đề liên quan đến Viện Khổng Tử. Ông nói, ví dụ khi Viện Khổng Tử bổ nhiệm một giám đốc mới, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của các cơ quan an ninh quốc gia. Và đến cuối năm 2019, VUB xác nhận họ sẽ không gia hạn hợp đồng với Viện Khổng Tử khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào tháng 6 năm 2020. Dù họ cân nhắc tới cáo buộc gián điệp đối với cựu giám đốc cơ sở Viện Khổng Tử tại VUB là ông Tống Tân Ninh. Trong một báo cáo trên trang web của trường, VUB cho biết sự hợp tác của họ với Viện Khổng Tử, tổ chức có mục tiêu thúc đẩy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc không còn phù hợp với các quy tắc về tự do nghiên cứu của chúng tôi. Trường nhận thấy rằng việc hợp tác nghiên cứu với viện không còn phù hợp với chính sách và mục tiêu của trường. VUB cho biết như vậy. Tình báo Bỉ giờ đây tập trung giám sát các cơ sở, công và tư của trường đại học và cơ quan tư vấn có liên quan đến Trung Quốc. Đây là hình ảnh Kledrop ở Bruxelles,
nơi Trung Quốc gây ảnh hưởng không nhỏ. Chẳng hạn ở Kletrop ở Poker, tức là được tình báo Bỉ coi là gót chân Achin và ngõ vào của ảnh hưởng Trung Quốc tại châu Âu. Những giảng viên mang tuyên bố của Bắc Kinh đến giao giảng ở châu Âu đa số là từ cộng đồng người Hoa sống tại Bỉ. Nhưng người ta còn nhận ra hiện diện của những người châu Âu là sinh viên hoặc giảng viên được Trung Quốc mời sang tham quan văn hóa. Khi trở về Bỉ, họ nhận được số tiền hoàn trả vượt xa chi phí chuyến đi, rồi sau đó là những món quà đắt tiền và dần dần bị chi phối. Những hợp đồng tư vấn cũng được ký kết với các giảng viên và chuyên gia với các điều kiện hào phóng khiến họ trở nên phụ thuộc. Quan hệ của các chính khách Bỉ cũng được quan sát kỹ. Cuối năm 2018, nhà lãnh đạo cực hữu Philippe Devin đã trở thành cố vấn cho một công ty Trung Quốc tại Anvers do Thiệu Trường Thần, một người chuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, làm giám đốc. Chi phí xăng dầu, ăn uống, khách sạn và đi nước ngoài đều được công ty chi trả. Đổi lại, ông ta thường gặp gỡ giám đốc cảnh sát Liên bang Bỉ theo yêu cầu của Trung Quốc. Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jean Jambon cũng có mặt trong một bức hình chụp vào năm 2014 với Thiệu Thường Thuần. Đối với cơ quan an ninh Bỉ, những khuôn mặt tình báo Trung Quốc rất đa dạng, bao gồm các điệp viên dưới vỏ bọc nhà ngoại giao, nhiều nhà báo giả hiệu đăng ký hoạt động tại Bruxelles, sinh viên Trung Quốc thực chất làm việc cho chính quyền Bắc Kinh, các chương trình hợp tác, đại học đáng ngờ và việc thành lập những công ty khởi nghiệp nhằm xâm phạm vào mạng lưới kinh tế. Một người có trách nhiệm tại cơ quan tình báo Bỉ cho biết, các doanh nhân này hay là nhà ngoại giao Trung Quốc thường có những thái độ khả nghi. Ngay khi về đến nơi là họ thay đổi phòng ở, thậm chí ở khách sạn, sửa đổi thời điểm chuyến đi và liên tục thay đổi hành trình. Một lĩnh vực khác cũng gây nhiều lo ngại đó là gián điệp sinh viên. Đây là hình ảnh toàn cảnh công viên công nghệ cao ở Louvain ở Bỉ, nơi đặt trụ sở trung tâm công nghệ Bỉ và Trung Quốc, được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khánh thành vào năm 2014. Trang web EU Vote Server vào hôm 6 tháng 5 tiết lộ báo cáo của tình báo Bỉ về các hoạt động của Trung Quốc liên quan đến các vấn đề và các chuyên gia về vaccine và nhân tố sinh học, dược phẩm, công nghệ cao. Các thông tin tài liệu này chủ yếu về thời kỳ 2010 cho đến 2016, nhưng những công dân Trung Quốc liên quan đến tình nghi gián điệp vẫn đang hiện diện trên lãnh thổ Bỉ. Tình báo Trung Quốc hoạt động trong khuôn khổ một chương trình bí mật của Bắc Kinh về vũ khí sinh học, vừa mang tính chất thủ, tức là ngăn dịch, vừa công, tức là sản xuất vũ khí sinh học. Các nhà khoa học Bỉ cũng nằm trong tầm ngắm của Bắc Kinh. Một trong số đó, ông James, cựu quân nhân và là chuyên gia về virus Ebola, phụ trách trung tâm công nghệ phân tử và ứng dụng, chuyên nghiên cứu về các nhân tố sinh học nguy hiểm và phương tiện trị liệu. Hai công ty Trung Quốc được cho là khả nghi đã đặt trụ sở gần văn phòng ông Kala ở trường đại học Công giáo Louvain. Giám đốc của một trong hai công ty này có quan hệ với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Louvain cũng là nơi được chọn để đặt trung tâm công nghệ Bỉ và Trung Quốc, với khoảng 20 công ty chuyên về khoa học và đời sống và trí tuệ nhân tạo. Về lâu dài, khoảng 800 chuyên gia Trung Quốc đến làm việc tại đây. Theo tình báo Bỉ, trung tâm này được Tập Cận Bình khánh thành vào năm 2014 là một nguy cơ gián điệp kinh tế gây thiệt hại cho các trường đại học và nhiều công ty công nghệ cao. Các nguồn tin lưu ý là trung tâm này còn nằm gần một nhà máy của GlaxoSmithKline, một trong những trung tâm nghiên cứu vaccine của tập đoàn đa quốc gia Anh. GSK vừa thỏa thuận với Sanofi để tìm kiếm vaccine chống virus corona chủng mới, đã từng nhiều lần là mục tiêu gián điệp của Trung Quốc tại Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Tập đoàn này khẳng định đã có những biện pháp bảo vệ thích hợp. Một nhà khoa học Bỉ khác được Trung Quốc đặc biệt quan tâm là Martin, chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực vũ khí sinh học, cựu giáo sư VOB và hiện đang lãnh đạo một công ty ở California. Một trong những nữ sinh viên cũ của ông được cho là gián điệp Trung Quốc đã cố gắng lôi kéo, nhưng ông Xin luôn tỏ ra cảnh giác, ý thức rằng công việc của ông thu hút sự chú ý của nhiều nước. Cách thức hoạt động của tình báo Trung Quốc còn tinh vi hơn khi núp dưới bóng cơ quan đại diện ngoại giao của quốc gia châu Âu khác như Malta. Nhiều cơ quan tình báo của Bỉ vẫn canh cánh nỗi lo đối với đại sứ quán Malta nằm đối diện với trụ sở của Ủy ban châu Âu được Trung Quốc bỏ tiền ra tân trang. Đây là hình ảnh đại sứ quán Malta tại Bruxelles, Bỉ. Nằm ở số 25 đường Archimedes, đại sứ quán Malta được gọi là Da Malta, nhìn sang tòa nhà kiên cố là trụ sở của Ủy ban châu Âu. Ngay phía sau là đại bản doanh Hội đồng Liên hiệp châu Âu. Theo tình báo Bỉ, đây là địa điểm lý tưởng cho hoạt động gián điệp. Vào năm 2007, khi Malta gia nhập châu Âu đã được 3 năm, Trung Quốc đồng ý tài trợ cho tòa đại sứ mới của Malta, tức là trả tiền mua tòa nhà và các chi phí để nâng cấp toàn bộ tổng cộng
21 triệu euro. Đây là một tòa nhà cao cấp với các khung nhôm giữ nhiệt, kính hai lớp và những tấm chống nắng cho các bề mặt bên ngoài. Toàn bộ đại sứ quán được bảo vệ bằng những camera quan sát, đầu độc thẻ từ. Các thiết bị phát hiện sự hiện diện của con người được lắp đặt khắp nơi, kể cả trong các thang máy và bãi đậu xe. Mỗi khu vực có một mức độ an ninh riêng và khu trung tâm trang bị kính chống đạn, một lớp kính chống đạn thật dày đặc và được dựng lên thành bức tường ngăn với tòa nhà bên cạnh. Giới ngoại giao ở Bruxelles Bỉ ngạc nhiên khi quốc gia nhỏ bé Mantan đã đi mua một tòa nhà thay vì thuê, đặc biệt nhất là định mua ở một địa điểm có thể dòm ngó sang các định chế châu Âu. Từ đầu những năm 2010, cơ quan an ninh Bỉ đã tố cáo đại sứ quán này chứa đầy những phương tiện kỹ thuật do tình báo Trung Quốc lắp đặt để do thám các định chế ở châu Âu. Một hoạt động mà theo tình báo Bỉ có thể kéo dài đến ngày nay. Cơ quan tình báo Bỉ không phải là nơi duy nhất xới lên vụ này. Tình báo Anh đã báo động trước đó về sự hiện diện của tình báo Trung Quốc phía sau công trình tòa đại sứ. Trong quá trình điều tra, trước khi chuyển kết luận cho chính quyền, tình báo Bỉ vẫn tiếp tục dựa vào chuyên môn và phương tiện của các đồng nghiệp Anh. Tình báo quân đội Bỉ và cơ quan an ninh cũng góp sức để tố cáo gián điệp Trung Quốc. Hoạt động gián điệp của Trung Quốc tại Bỉ trở nên dồn dập cho đến nỗi tình báo Bỉ rút cuộc phải lên tiếng vào năm 2019 như các định chế châu Âu nằm trong số các ưu tiên của tình báo Trung Quốc. Họ muốn có thông tin về những quyết định, kế hoạch chiến lược và những tuyên bố chính trị có thể ảnh hưởng đến Trung Quốc. Theo phía Bỉ, tình báo Trung Quốc gồm Bộ Công an và tình báo quân đội chủ yếu tìm cách lợi dụng sự chia rẽ của các quốc gia liên minh châu Âu và tìm hiểu các dự án của châu Âu. Họ muốn biết các quyết định về thương mại có thể nguy hiểm cho đầu tư của họ. Tình báo Trung Quốc làm mọi cách để gây ảnh hưởng lên các nhà lãnh đạo châu Âu vì quyền lợi của Trung Quốc. Hoạt động gây ảnh hưởng này chủ yếu thông qua các quan hệ gây dựng với những một số nước thành viên châu Âu. Một quan chức cấp cao của châu Âu giấu tên xác nhận như sau: trong nội bộ liên hiệp, sự yếu kém của một số nước thành viên gây nguy hiểm cho tất cả. Việc các nước này dễ dàng cho bên ngoài xâm nhập là vấn đề chính. Trung Quốc rất quyết tâm với các nước nhỏ như Malta. Đó là điều chắc chắn, nhưng Bắc Kinh còn dùng chiến lược này ở Trung Âu dưới vỏ bọc hợp tác kinh tế và thương mại. Quá bức xúc, cơ quan an ninh Bỉ vào năm 2019 đã phải tuyên bố như sau: tình báo Trung Quốc cố gắng gây ảnh hưởng đến quan hệ song phương với Bỉ để các nhà lãnh đạo phải thuận theo tham vọng của Bắc Kinh. Do một lượng lớn chính khách và viên chức Bỉ sang làm việc cho các định chế quốc tế, cơ quan tình báo Trung Quốc rất quan tâm đến cá nhân của những người này, vào giai đoạn nào và họ mới khởi đầu sự nghiệp nhằm xây dựng mối quan hệ lâu dài với họ. Đây là hình ảnh Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bruxelles, Bỉ. Hồi tháng 2 năm 2019, tờ báo Đức Tivet dẫn một đánh giá chưa được công bố của cơ quan hành động đối ngoại châu Âu. Nhánh phụ trách đối ngoại châu Âu nói rằng có khoảng 250 gián điệp Trung Quốc đang hoạt động ở Bruxelles, Bỉ. Con số này được cho là còn cao hơn cả từ Nga với khoảng 200 gián điệp. Ông Jonathan Hostlack, giáo sư chính trị quốc tế, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc ở VOB nhận định, vấn đề nằm ở chỗ phản gián Bỉ còn yếu trong khi nguy cơ liên quan đến toàn bộ châu Âu. Chúng ta chỉ có thể nắm được khi cùng nỗ lực. Trung Quốc tập trung vào các chủ đề kinh tế như công nghệ 5G, vấn đề kết nối, cơ sở hạ tầng, giao thông, con đường tơ lụa. Nhân cuộc tranh cãi về việc thiết lập mạng 5G của tập đoàn Huawei ở Bỉ và châu Âu, ông Jack Reed, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia vào hôm 30 tháng 1, đã làm đậm thêm vấn đề trước Quốc hội Liên bang. Theo ông, gián điệp công nghệ thông qua việc lạm dụng cơ sở hạ tầng của 5G mang lại những khả năng chưa từng có. Đó là vấn đề bảo vệ dữ liệu của chính quyền và bí mật kinh doanh, cuộc sống riêng tư cũng như các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Theo tờ báo La Libre, cơ quan an ninh Bỉ đã bối rối vì các báo cáo của tình báo Bỉ về các hoạt động của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ sinh học nêu trên và được tiết lộ do một cựu nhân viên tình báo đã từ chức vào năm 2018 soạn thảo. Người này bất mãn vì cấp trên im lặng trước các hồ sơ rất nhạy cảm. Tuy nhiên, lãnh đạo tình báo Bỉ khẳng định vẫn thường xuyên lưu ý chính quyền về nguy cơ gián điệp kinh tế và các loại hình thức khác nhau đến từ Bắc Kinh. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 5 năm 2020 với bản tin Tình báo Trung Quốc khốn đốn tại Bỉ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.